Bây giờ bắt đầu tiến hành đưa cổ quan của chị Liễu vô để chuẩn bị hỏa táng cả nhà. Kính thưa cô chú anh chị và các bạn, thì bây giờ gia đình bên chồng của chị Liễu đang chuẩn bị đưa tiễn chị lần cuối đến nơi hỏa táng. Thưa cả nhà, thì chắc là sẽ để lên cái chiếc xe ba gác này, do cái đường còn rất là nhỏ. Xôn xao một vùng quê nghèo. Này chắc trai út của chị đúng không? Nhỏ nhất. Năm nay được bao nhiêu tuổi rồi chú? 2-3 tuổi vậy đó. 2-3 tuổi rồi. 2-3 tuổi gì hả? 2 tuổi hả con? Mấy tuổi? Mấy? Hả? Chưa biết tuổi. 2 tuổi. 2 tuổi hả? Mẹ đâu rồi? Mẹ con đâu rồi? Con chỉ vô trong đó ra nha. Chú là sao với chị Liễu? Sớm. Cũng gần tới giờ ha chú ha. Dạ. Làm cái gì vậy? Làm hồ, làm cái gì cũng làm. Dạ. Chồng của chị Liễu ha. Dạ. Con của chị Liễu nghe cả nhà. Kết thúc sự sống của mình bằng sợi dây dù. Bên chồng chị Liễu chuẩn bị tiễn đưa chị lần cuối, thì mẹ ruột của chị đang bệnh nặng, nằm ở quê, chỉ có em ruột của chị lên để tiễn đưa chị thôi. Sự ra đi của chị để lại cho người chồng 3 đứa con thơ khó khăn chồng chất khó khăn cả nhà ơi. Chuẩn bị chuyển cổ quan của chị Liễu 31 tuổi. Cái nơi ở của vợ chồng chị rất là nhỏ, cho nên là di chuyển cũng hơi khó khăn. Phía gia đình cũng đang cầm hương để chuẩn bị, thì chồng của chị đang cầm cái di ảnh để đi nghe cả nhà, đi trước. Chỉ là một cái bên vách bên hông của cái nhà của cha mẹ của anh Phong, và cũng là chồng của chị, thì gia đình rất khó khăn cả nhà. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Cổ quan lên xe ba gác vô cái đường rất là nhỏ cả nhà. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Cầm cái dép đây con. Nam mô A Di Đà Phật. Dép này. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Hàng xóm của chị và bà con bên chồng cũng đã đến tiễn đưa chị lần cuối. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Thì bây giờ xe đã đi rồi đó cả nhà. Do cái đường đi ở trong nhà chuyển ra rất khó khăn, thì chuyển ra đường lớn để sang chiếc xe lớn để vận chuyển đi đến Sa Đéc để hỏa táng cả nhà. Yeah.
Anh niệm một tiếng Nam Mô A Di Đà Phật cả nhà. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Đưa cái dầu cho anh luôn, đưa cái dầu cho anh luôn. Anh này một tiếng Nam Mô A Di Đà. Nam Mô A Di Đà. Nam Mô A Di Đà. Kính chào cô chú anh chị và các bạn, thì đã đưa chị Liễu 31 tuổi kết thúc sự sống bằng sợi dây đến nơi hỏa táng từ thiện Sa Đéc đã đến nơi. Còn của chị Liễu cũng có mặt đạo tin rồi. Đây là nhà hỏa táng từ thiện Sa Đéc cả nhà. Thì nơi đây cũng đang có một cổ quan đang cũng chờ hỏa táng. Chồng của chị đang cầm cái di ảnh nè. Bây giờ bắt đầu tiến hành đưa cổ quan của chị Liễu vô để chuẩn bị hỏa táng cả nhà. Cả nhà hãy niệm một tiếng Nam Mô A Di Đà Phật cả nhà. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Ủa anh Phong, cái phần cho cốt của chị là nữa mình đem về mình thờ hay là mình gỡ ở chùa? Để em đem về. À đem về ha, dạ. Chắc chờ xong mới về luôn. Nam Mô A Di Đà Phật. Thì bây giờ chuẩn bị đưa cái quan tài của chị Liễu vào để hỏa táng cả nhà. Hãy niệm một tiếng Nam Mô A Di Đà Phật cả nhà ơi. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Đến bây giờ thì chưa biết nguyên nhân tại sao chị lại hành động như vậy, kết thúc sự sống bằng sợi dây, để lại ba đứa con thơ và người chồng. Dạ.
một câu chuyện hết sức là thương tâm. Thì chị Liễu Hưởng Dương, 31 tuổi, thì đang bây giờ là chở cái ảnh của chị về để mà thờ cúng đốt nhang á cả nhà. Còn cái cổ quan và thì chờ tới lượt để hỏa táng, ngày mai lên nhận cho cốt cả nhà. Do chờ đợi thiêu những người đã mất trước á chưa xong, nên là ngày mai gia đình quay lại để nhận cho cốt chị Liễu. Thì tới đây em tạm kết thúc video cả nhà ơi. Cả nhà hãy niệm cho chị một tiếng Nam Mô A Di Đà Phật để chị sớm siêu thoát về nơi Tây Phương Cực Lạc. Cho đến tận bây giờ thì mình cũng chưa có biết là cái nguyên nhân gì mà chị lại hành động như vậy. Khi mà một người mẹ đã ba đứa con rồi thì cho dù như thế nào đi nữa cũng không bao giờ mà làm chuyện như vậy. Để bỏ lại ba đứa con rất là tội nghiệp. Chắc là có một cái ẩn tình gì đó thưa cả nhà, mà hàng xóm hoặc là người nhà không muốn chia sẻ lên. Tại vì một câu chuyện cũng đã buồn rồi, cho nên là dù gì chị cũng đã qua đời rồi. Thì cả nhà hãy niệm một tiếng Nam Mô A Di Đà Phật cả nhà ơi. Thì em cũng tạm kết thúc video cả nhà ơi. Chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe. Cả nhà thương thì bấm đăng ký và chia sẻ cho em, để em có động lực ra tiếp những video tiếp theo cả nhà.